Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ test thử cái con đèn Slim A1 Pro này, size 90cm nhá, size 90 cho đến 1m. Thì mình test thử cái ánh sáng của con đèn này cho anh em tham khảo nhá. Mẫu đèn này là mẫu đèn LED. Ánh sáng của nó thì có pha WRGB. Ánh sáng chơi được cây thủy sinh nhá. Với mẫu đèn này thì có bộ điều khiển tích hợp tăng giảm cường độ ánh sáng cho anh em để tiện chơi hơn nhá. Và một bộ đổi nguồn như thế này. Dây của nó cũng rất là dài luôn. Mình sẽ lắp thử cho anh em xem. Ngoài ra thì cái phần chân đèn của nó thì nó rất là nhỏ và có thể nâng cao hoặc kéo dài ra tối đa để anh em chơi một hồ thủy sinh có thể phô được cái đèn lên. Đây là cái mẫu bể Hà Lan của mình thì cũng mới setup thôi, nhưng mà cây cối nó đã tốt rồi ấy. Đây anh em nhìn cái chân đèn này có thể nâng cao lên được như này hoặc là có thể kéo dài ra được nữa. Ở trên thì nó có cái phần tản nhiệt nhá, rất là sờ nó sẽ rất là nóng luôn. Đèn này thì nó có tận 4 hàng bóng này, ánh sáng của nó là siêu sáng. Đấy, chơi lên màu cây, lên màu cá vô cùng đẹp luôn. Dòng đèn này thì anh em thích hợp chơi thủy sinh mà giá của nó cũng phải chăng, cũng không quá đắt. Đây mình sẽ test thử cho anh em cái ánh sáng của nó. Mình có thể tăng giảm độ sáng, có cái nút ở đây, trừ, cộng và tắt bật. Đây là cái phần hàng bóng của nó này, nó có những cái pha chấm màu như thế này thì sẽ giúp lên được màu cá, lên màu cây rất là tốt. Và như thế này người ta gọi là ánh sáng WRGB nhiều màu đấy. Mình để phần link mua đèn ở bên dưới phần comment. Anh em nào mua cần thì có thể liên hệ nhé, chào anh em.